Khi xuất hiện trong những thước phim này, ông Phạm Xuân Ẩn đã là một cụ già tóc bạc da mồi, buồng phổi héo khô, chỉ giữ lại vẻ dí dỏm độc đáo của một ký giả danh tiếng. Nhưng điều đáng nao lòng nhất là thảng hoặc chúng tôi lại bắt gặp vẻ ưu tư hiện hiện đằng sau phong thái hài hước quen thuộc ấy. Có lẽ đó chính là những lúc mà quá khứ âm ấp ùa về chịu nặng trong một con người đã can dự vào không ít những sự kiện lịch sử của đất nước và đã chứng kiến quá nhiều buồn vui được mất của một giai đoạn khốc liệt. Cuộc tổng tấn công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 được người Mỹ xem là trận đánh lớn nhất, kinh hoàng nhất của chiến tranh Việt Nam, vì nó diễn ra đồng loạt ở 36 trong 44 tỉnh của miền Nam Việt Nam. Có tới 64 thành phố thị xã bị tấn công. Tại Sài Gòn Chợ Lớn, mục tiêu bao gồm cả Tòa đại sứ Mỹ, Dinh Độc Lập, Bộ Tổng Tham mưu, Đài Phát thanh Sài Gòn, sân bay Tân Sơn Nhất, biệt khu thủ đô, Tổng nha cảnh sát và sở chỉ huy các sư đoàn bộ binh Mỹ. Ngày 20 tháng 4 năm 68 thì Tâm Hà nó ra, nó đầu tại Bót Phú Hòa Đông. Tâm Hà là tên thiệt nó là Trần Văn Đắc, dân Cần Thơ, phó chánh quỹ trung tá, phó chánh quỹ cánh bắc, cái cánh phía bắc đi xuống. Thì tôi đang chuẩn về chỉnh quấn cho đơn vị võ trang ở tại Bến Cát, thì đồng chí liên lạc võ trang cầm xuống đưa một cái thơ qua tóc của đồng chí Sáu Trí trưởng phòng, viết trọng là có một cán bộ cao cấp của ta ra đầu giặc, trên chỉ thị anh phải ra thành lấy cái bản khẩu cung của nó đem về. Thì vô thành rồi đó mình mới đi gặp Phan Xuân Ẩn, gặp Phan Ẩn và nói chỉ thị trên bằng mọi giá lấy gấp cái bản khẩu cung này. Bị trên ta nói cán bộ cao cấp cho mình có biết là ai, con thằng Văn Báo mới kêu lại, thì để trên Thượng tá Việt Cộng Tám Hà đã về với chánh nghĩa quốc gia, một thằng tít lớn. Thì lập tức là giả bỏ mình lên cái xe rồi nâng cấp của giả đó, là chở chạy vô tới đằng trước cái bằng Lăng Ông Bà Chiểu á. Giả biết cái chỗ đó, vì nói cái gì thì giả biết, nói cái đó thì giả biết chỗ đó có. Đậu trước Lăng Ông Bà Chiểu cái bằng ám tín hiệu gì đó, giả kêu cái tay trung sĩ thám báo của gia đình ra. Thằng đó đó thì không phải cơ sở của mình mà giá nuôi từ đầu đó, nó nói có, nói có bản khẩu cung đó. Tôi vô tôi lấy cho, nhưng mà một điều kiện là đúng giờ làm việc các ông phải đem trả liền, chứ không nó kiểm tra chết tài liệu quan trọng. Thì đem về thì tôi sao chụp đồ hết. Thì đúng giờ đó Phạm Xuân Ẩn đánh xe lại, đi xuống hai người cùng tới và trả nó đúng hẹn. Thì trong đó đó nói chung là Tâm Hà nó khai hết, khai quan trọng nhất là cái vùng mà giấu DKB, vì ta chuẩn bị chi vô Tân Sơn Nhất 500 trái. Thì DKB đó bằng giác dây của dân công đưa xuống từng người một trái, thấy không? Đưa xuống để mà giấu ở phía Bắc Hóc Môn Bình Mỹ á, khi mở màn đợt 2 cái là Mỹ nó biết cái đó, nó đem B-52 nó thả sát đó hết, thả dập xuống bùn hết. Sau đó Phạm Xuân Ẩn á, là chở tôi đi vô công ty Năng Tan để mà khai thác, nghe mấy thằng Mỹ nó nói về cái vụ Tám Hà ra đầu. Thì mấy thằng tình báo chiến lược á, thì nó nói Johnson á, có chỉ thị qua là tuyệt đối không cho
giặc, nghĩa là không cho Việt Cộng mở đợt nữa. Vì đợt một đã nhức nhối lắm rồi, giờ nếu nó mở đợt hai nữa thì uy tín Mỹ sụp đổ không còn gì nữa. Đó, chỉ thị Johnson bên đó qua, mấy tình báo chiến lược nó nói cái đó Johnson chỉ đạo đúng, vì uy tín đã bị hạ xuống thấp. Johnson đợt một đã không ra ứng cử nữa đâu, bây giờ nó quấn một đợt hai nữa chỉ còn thương lượng thôi. Đó, thì như vậy là mấy thằng chiến lược nói vậy. Nhưng mà mấy thằng chiến thuật á, sư đoàn của Mỹ rồi đó, cấp sư đoàn, nó nói Việt Cộng cứ để cho nó quấn ra đây, mình dễ tiêu diệt nó. Còn nếu mà mình phải vô rừng quấn nó thì thiệt hơn. Thì nhưng ảnh chở tôi đi khai thác mấy thằng Mỹ đó, rồi chở vô cái chỗ tổng tham mưu gặp đại tá Lợi đó, nó cũng nói cái giống vậy. Thì về tôi là cái người soạn thảo báo cáo, tôi nói đây tài liệu nguyên bản, tôi Phạm Nhân Ẩn lấy được về nguyên bản các anh nghiên cứu, nó khai không còn gì hết, và quánh bom hôm nay ở Sài Gòn ghê lắm. Còn bây giờ thì ý kiến của những thằng chiến lược vậy, ý kiến của những thằng chiến thuật vậy, và cái người tại chỗ là tôi đó, chỉ có cái đề nghị thế này: nếu ta chuẩn bị kỹ rồi đàng hoàng thì mình sốc tới, không ngại hy sinh, đánh một đợt nữa cho nó sụp cái uy tín chính trị nó luôn. Thì cái Tết Mậu Thân rồi là nó quyết là ngưng chiến tranh ngoài Bắc, nhưng mà không có thay đổi rồi. Nghĩa là quân đội ngoài Bắc phải rút, nó mới để yên được. Trong Nam này thì nó đồng ý lập cái chính phủ liên hiệp ba thành phần, với điều kiện Mặt trận Giải phóng phải lập một chính phủ lâm thời. Cho nên là thương lượng ở Paris năm 68, 69 mới thành lập chính phủ lâm thời. Thì thằng Nixon nó là chịu thương lượng. Ông Ẩn luôn bảo rằng mình chỉ là cái chấm nhỏ nhoi trong hệ thống tình báo. Bởi ông hiểu khi người chiến sĩ giao liên mang tài liệu của ông bên mình là mang theo nỗi hiểm nguy tính mạng trong từng bước chân của họ. Trong giai đoạn ông Tư Cang làm cụm trưởng, trong số 47 chiến sĩ thuộc đường dây vũ trang của cụm, có 25 người ngã xuống khi đang làm nhiệm vụ, và còn rất nhiều người hy sinh để đảm bảo liên lạc thông suốt. Vì vậy, gần như là một phép lạ khi người phụ nữ này không một lần bị lộ, không một lần sơ hở trong suốt 15 năm dòng đảm đương công việc giao liên tình báo cho X6, tức Phạm Xuân Ẩn. Tên bà là Nguyễn Thị Ba, nhưng cũng có thể gọi bà bằng những cái tên khác như Nguyễn Thị Mai, hay Mỹ Lệ, hay điệp viên bí số B3. Bà lập gia đình năm 1941, nhưng trong hơn 30 năm, thời gian họ ở bên nhau chỉ đếm bằng ngày. Năm 1954, bà còn phải đứng trước chọn lựa, nếu lên tàu tập kết thì sẽ sum họp với chồng, nhưng lại phải xa con. Trái tim người mẹ khiến bà ở lại, nhưng rồi vì nhiệm vụ mà bà phải gửi con để làm công tác mật. Bà xa chồng xa con như thế, để trong vỏ bọc của một người bán hàng rong, một người làm thuê ở mướn, thực hiện một nhiệm vụ tối mật là chuyển giao những thông tin quyết định cục diện cuộc chiến tranh giải phóng. Chính bà cũng không thể nhớ hết bao nhiêu lần mang theo người những tài liệu quan trọng, chỉ biết bao giờ bà cũng hoàn thành nhiệm vụ và hoàn thành xuất sắc, chưa một lần bị giặc nghi ngờ khi đi lại giữa một Sài Gòn nhung nhúc chỉ điểm mật vụ. Năm 1961, ông Ẩn đã dàn xếp một tai nạn xe hơi mà bà Ba là nạn nhân để công khai hóa việc gặp gỡ của họ. Từ đó, an nguy sinh mệnh cả hai gắn chặt với nhau. Bà và ông Ẩn thuộc lòng từng cử chỉ, ánh mắt, ám hiệu trong lời nói của nhau. Hoàn hảo đến mức sau này ông Phạm Xuân Ẩn nhận định, chị Ba là mô hình của công tác giao liên tình báo.